Xin chào, hôm nay là một chỗ mới. Xin đó, chỗ này làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy được từ. Nhưng mà ngồi trên đá có bị lạnh không? Tường á, tường lần này tường bị sốc nhiệt á, cho nên là tường kiểu á, đó xây xe xong rồi bị lạnh rồi các kiểu. Nói chung là mình là một người khá là yếu về mặt thể chất, nhưng mà rất là mạnh về mặt tinh thần. Đó là Stardom, một sáng tác của Tường. Chắc là đây là lần thứ hai tường được trở lại đây, trở lại Đà Lạt. Nhưng mà lần đầu tiên được diễn ở đây. Tường thích không khí này, rất là buổi chiều đó chứ. Đây cà phê nhớ em, đây Đà Lạt nhớ em.
Nhưng mà cảm ơn vì đã có những buổi như thế này.